Xin phép được thay mặt ekip gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, và cảm ơn mọi người đã ngày hôm nay, ngày đầu tiên khởi chiếu của phim Cám, để đến rạp để ủng hộ đoàn phim. Và xin giới thiệu bên cạnh Quân là đạo diễn Trần Phương Tấn ạ. Tiếp theo chắc là mời dàn diễn viên của chúng ta giới thiệu cho các bạn khán giả đây. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọc Hiệp, đúng với bà Ba Mầm. Chào con, chào cô chú anh chị, con đóng vai Bùm nhỏ. Con tên là Phạm Bảo Khê. Xin chào mọi người, mình là Dẫn Hoàng, đóng vai Bùm lớn. Xin chào cô chú anh chị, con tên là Huy Anh, con đóng vai Hoàng Tử lúc nhỏ ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hải Nam, mình đóng vai Thái Tử lớn ạ. Xin chào mọi người, mình là Cindy Trang, mình tên là Thi Cẩm trong phim ạ. Dạ, con xin chào các cô chú anh chị, con tên là Cao Thùy Linh, con đóng trong vai Tấm Nhỏ ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, mình là Rima Thanh Vi, mình đóng vai Tấm Lớn ạ. Thúy Diệp xin mến chào quý vị khán giả. Thúy Diệp đóng vai bà mẹ kế xấu xí và độc ác trong phim. Dễ ác. Đang xin là đừng có ghét mà anh kỳ quá. Mình Quốc Cường đóng vai Hai Hoàng. Dạ xin chào tất cả mọi người, em là Lâm Thanh Mỹ và em là Cám. Chị, con tên là Lê Gia Hân, con đóng vai Cám nhỏ. À, rồi cuối cùng đố mọi người đây là ai ạ? Lấy vợ đi. Trời, mỗi ngày qua như sét đánh ngang tay. Vâng ạ, và lần đầu tiên cho phép em là bé Tư đóng vai Thái Giám. Xin gửi đến quý vị đã xem phim Cám là chúc quý vị sức khỏe và là chào nồng cháy nhất ạ. Quý vị ơi, quý vị thấy Thái Giám có đẹp trai không ạ? À? À, lớn quá trời, quê. Không sao hết. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn phim Cám ngày hôm nay. Và hồi nãy mọi người xem phim, mọi người có coi kỹ không? Có. Nãy tôi mới nghe phòng phanh được không? Nhưng mà không sao, sẽ có những người coi kỹ thôi. Chắc là coi kỹ phải không ạ? Ai coi, ai tự tin mình coi kỹ nhất ạ? Hay quá. Rồi vậy mình hỏi nha, mình hỏi xíu xíu nha. Hồi nãy nếu mọi người coi kỹ, có một cái cảnh nó rất là dễ thương, nó rất là tình cảm. Đó là cảnh mà Cám nói về tình cảm của mình với Bờm. Ai còn nhớ ạ? Cám nói gì? Hay quá. Đúng là đặc biệt chưa coi kỹ phải không? Ai ạ? À? Ai tự tin dơ cao lên ạ? Rồi mời em. Em tên gì em mới lớn lên được không? Em tên Duyên. Rồi chắc chị sơ bạn cái bích đi. Các bạn lấy cái bích nha. Rồi Cám đã nói gì ạ? Từ, đài phát thanh tới. Mic này em, mic bên này nè em. Here, micro here. Cám nói là, Cám là xôi, còn em Bờm là lá sen. Lá sen rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Lá sen sao nữa? Lá sen mà có lá xôi. Rồi rồi, mình nói lại nguyên một câu nè. Văn hai chữ tốt với lại nguyên. Rồi, chắc là ok. Nhờ Cám nói lại cho em nha. Em có tự tin em nói lại một lần nữa đi anh cho quà. Một lần nữa, đừng rung. Lại một lần nữa. Rồi, lại một lần nữa, cố lên. Cám muốn là xôi, em Bờm là lá sen. Để em Bờm bảo vệ Cám. Rồi, Cám ơi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chắc là Cám mình cho lại một cái nguyên văn được không? Vô. Em sẽ là xôi, còn anh Bờm là lá. Xôi được bọc trong lá, sẽ được lá bảo vệ, che chở. Em, rồi, mời Cám tặng cho bạn một phần quà nha. Cám phải nói là quá nhập vai phải không ạ? Bây giờ một xíu xíu nữa mình sẽ có một hoạt động là mọi người chia sẻ cảm nghĩ, rồi mọi người nhận quà nha. Nên là bây giờ mình sẽ dành xíu xíu thời gian để mọi người soạn văn, mình chuẩn bị ý, mình sắp xếp câu trước ha. Nhưng mà bây giờ câu hỏi ứng xử dành cho em.
8 ngày hôm nay em muốn trả lời song ngữ hay là cái việc để trả lời câu hỏi này mời em lên đoạn đầu này rồi mời em. Dạ thì trước khi được trả lời câu hỏi này thì giáo viên của em đã nói là tiếng Việt đẹp lắm các con ơi, cho nên em xin phép được trả lời bằng tiếng Việt ạ. Rồi 45 giây của em bắt đầu. Dạ thì đối với em thì cái phim là một phim rất là truyền thống ở Việt Nam. Thì coi em có coi là những cái hậu kỳ ở bên YouTube và trên TikTok thì có nghe là nhà sản xuất là kêu là hãy làm trang phục đẹp, hãy làm đúng đã thì nó sẽ đẹp. Thì em đã nhìn thấy được cái sự đẹp trong bộ phim của mình. Và em rất là ấn tượng với tất cả các vai diễn của anh chị. Trong đó thì có chị Mỹ Đình. Chị Mỹ Đình ơi. Dạ thì em rất là ấn tượng với vai chị chị và chị mẹ. Dạ vâng, chị mẹ kéo rất là đẹp và rất là slay từ đầu tới cuối, kiểu có sự sang trong đó luôn nè. Dạ vâng. Tặng liền luôn, không có một giây phút chần chừ nữa, quyết định tặng quà liền luôn á. Của mình sẽ được doanh thu là 100 tỷ hoặc là hơn như vậy nữa, trăm tỷ doanh thu đại thắng nha, em xin cảm ơn. Dạ cám là 10 trên 10 ạ. Wow, cảm ơn em rất là nhiều. Đứng lên mình nói to đi, em tên gì? Dạ em tên Long. Long hay quá. Dạ em có cảm nhận gì tình cảm này, em rất thích cái nhân cảm trong em rất thích cảm. Để tôi hỗ trợ cho tiên dịch viên ạ. Anh ơi ta gọi anh nữa. Em thấy cá trong vậy rất là tốt. Cá 10 trên 10 điểm. Ai nữa? Thái giám. Ngoài ra rất thích nhân vật thái giám. Đóng rất là xéo sắc. Em xin hết. Cảm ơn em. Hay quá Long ơi, có dạng hôm nay cho Long đi à. Mọi người yêu cầu đó nha. Cô có muốn âm đó nha. Đấy không? Rồi, chúng ta có hai diễn viên. Một vai là Xôi. Chắc đây là Xôi. Còn một người là Lá. Ai là Lá? Mọi người muốn ai là Lá? Anh Tường là Lá. Bây giờ xin phép là mình có hai chiếc lá luôn được không? Rồi bây giờ lá đầu tiên là ai ạ? Rồi mình đều lên nè, lá đầu tiên là Thái Tử. Rồi xin mời Thái Tử. Lá thứ hai là anh Bờm ơi, số anh là chiếc lá Xôi rồi. Trời bất ngờ vậy. Trời, tôi không biết mấy cái chuyện này đâu. Rồi thì quá anh em với nhau không mà. Rồi xin mời Cám với lại Tấm mình vô gia nha. Rồi sẵn sàng chưa ạ? À, gia đình mình lùi xuống một bước nhé em nha. Hình như là nếp này á là ngâm một tháng hay gì đó, rõ quá trời. Rồi cảnh này là mình đang làm gì? Mình đang tắm rồi. Đang tắm rồi hai anh gội đầu cho em đi. Ai? Chị nhúng nước em vậy? Nhúng nước thôi. Tấm ơi đừng làm vậy. À, chị em quá thân Cám nha. Rồi, đây là Tấm nè. Tấm. Rồi. Tấm 2. Cám đi. Cha giống đi tắm heo quá. Ngại quá. Rồi rồi giả bộ tắm kỳ kỳ rồi đi. Kỳ tự mình đó, tự nhiên kỳ tôi gì rồi. Cám ha. Rồi. Rồi mình bắt đầu đi. Vô thế. Eo quen to quá nè. Vậy thì Thái Tử à, nghiêm túc Thái Tử. Thái Tử phi lên tiền. Vậy thì ủa, chứ không phải bên này hả? Vậy thì em sẽ nấu xôi lá sen cho anh Bờm ăn. Sao lại là xôi lá sen?
Tại vì em sẽ là xôi, còn anh Bờm là lá. Xôi được bọc trong lá để được lá bảo vệ, che chở. Vỗ tay đi ông ơi, ông ơi. Quản sĩ đi dính nguyên cái lớp đường. Một cái sóng mũi rồi. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một tràng pháo tay nữa đúng không ạ? Bây giờ là thời